Chào anh em nha. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với anh em rằng là những anh em nào á mà lâu nay có hỏi mình á là có cái led led có làm tăng sáng được hay không á, thì thực ra anh em lưu ý này, đối với cái mạch zin của chúng ta, đây là mạch zin trên xe này. Đây là mình đang làm con basic này. Thế thì anh em thấy là đối với cái mạch zin mà chúng ta làm led á mà để tăng sáng á, thì thực ra là chúng ta cải thiện cái mạch ở trong của nhà sản xuất này nó không đáng kể. Cho nên là cái mà để tối ưu nhất mà anh em muốn có được độ sáng như ô tô thì đây, đây là một bộ mạch nhá, đây là bộ mạch bán sẵn nhá. Nếu mà anh em nào mà muốn mua về để gắn cho khách á, thì tư vấn khách hàng là lên thay mạch zin, bỏ cái mạch zin đi, sử dụng cái mạch tăng sáng đó. Cái mạch này là mạch bán rời, thì anh em về anh em chỉ việc khò kiếng ra và lắp vô thôi. Đây anh em nhé, khi chúng ta khò chóa đèn ra rồi, chúng ta sẽ bỏ cái mạch điều khiển zin đi. Rồi, xong rồi mình lên cho nó cái bộ led này. Đó, chúng ta hàn dây kỹ càng lại. Đó, zin trên xe thì nó sẽ rắc cắm, còn đây là chúng ta sẽ hàn cho nó thật chắc lại, đừng để chạm nhau ha. Sau đó chúng ta sẽ kết nối cái mạch đèn zin cắm rắc trên đây này ha. Đây là cái mạch 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 độ anh em ha. Đó, mạch độ này. Chúng ta đưa đây. Đó, cắm đúng y như vậy ha. Nó sẽ có thứ tự 1 2 3 ha. Anh em cắm đúng không? Đấy, anh em thấy không? Siêu sáng ha. LED nó sáng dữ lắm. Đây là chế độ pha đó. Chế độ code này. Đây là chúng ta mới test ngoài gắn lên nó sáng nữa. Và đây là sau khi lắp đèn xong anh em ha. Thì hiện tại bây giờ cái đèn này nó có tích hợp luôn cái hệ thống giống trên xe hơi ha. Có nghĩa là đây là mình chưa bật đèn, đây là đèn ban ngày, led ban ngày. Thì lúc này chúng ta bật nhan này. Đó, thì nó sẽ nháy luôn led ban ngày. Đó, nháy luôn led ban ngày. Đó. Rồi, còn nếu chúng ta tắt nhan á. Đây là bên bên kia. Đó, tương tự ha. Và cái đặc biệt là khi mình gạt nhan thì một bên led sẽ tắt đi, rất là hay, giống y xe hơi. Và khi mình dừng nhan ha, thì nó trở về lại ban đầu này. Đó, sau vài giây trở về ban đầu. Được chưa? Thì đây là đèn dummy ban ngày. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ test. Đây là ba buổi tối, giờ này cũng 7 giờ tối rồi. Đó, đây là đèn sương mù ha. À xin lỗi mọi người, đây là đèn code, còn đây là đèn pha này. Đó. Rất là sáng đúng không? Tại vì hiện tại bây giờ là nó đang là 7 giờ tối mà điện đường cũng đang có và bị ánh sáng bị nhạt đi rất nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ test thử vào chỗ tối tối chút hang. Loại này mà đi đường quê. Đường tối đây anh em thấy không? Rất là sáng. Đây là mình đang để cốt nha anh em. Đây là mình đang để cốt, chưa bật pha. Đấy, pha đây. Cốt này, pha đây. Rất là sáng. Đèn này sáng hơn đèn zin rất nhiều anh em ạ. Rất là sáng anh em ha.
sàn hơn điện zin nhiều lắm anh em ạ. Rồi anh em nào mà cần lắp thì alo cho mình ha.